Xin chào mọi người. Hiện tại chị em lên cho mọi người ba bạn nhé. Gồm có hai bạn cái này và một bạn đực nhé. Cực kỳ là đẹp cho mọi người luôn. Đây, một bạn cái đỏ đen này. Và một cặp này màu vàng cháy nhé. Ham đồ cực kỳ, phá phát bỉ cho mọi người này. Này, dáng vóc này cực kỳ là cao dài nhá. Thần kinh thì mọi người không lo luôn. Căng này, cả ba bạn đều căng nhá. Quá là căng luôn. Đấy, hôm nay lên là thanh lý nha mọi người. Giá từ 3 triệu rưỡi nha. Đây, bạn cái đỏ đen này. Giá 3 triệu rưỡi cho mọi người. Bên tai kia. Tai ke nhá, ke chúc và nhau mình tam giác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi này. Đây, một bạn nữa này. Căng chưa mọi người ơi, hai bạn màu vàng cháy nhá. To bụng 10-11 cân rồi. Ba bạn này nhá, cực kỳ là to cao rồi nhá. Nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm là cún cực kỳ khỏe mạnh và cứng cáp này. Khi về nhà mới, giá cực kỳ ưu đãi luôn. Đấy, một bạn đực và một bạn cái. Đây, bạn đực nhá. Rất là căng. Một bạn đực rất là căng luôn. Đây, cái màu đỏ đen nhá. Cắn không nhả này. Đây, dáng vóc của bạn cái đỏ đen đây nhá mọi người. Mặt đen, gầm đen, má lồng, bốn chân đen nhá. Bạn này cực kỳ cao dài luôn. Bạn đang cần là một bạn đực. Bạn đực này. Căng chưa mọi người ơi. Bố nhập pháp nhá mọi người nhá. Quá là căng. Dáng vóc này đẹp chưa mọi người. Bạn này nhìn cực kỳ là bụ chó luôn nhá. Đấy, mảng chất lông này rất là bóng sẵn, sát mượt nhá. Như đánh xi luôn. Đấy. Quá là đẹp. Đây, bạn cái này nữa này. Đấy, 3 triệu rưỡi nha mọi người. Này, ba bạn nhà em đây nhá. Cún đã được tẩy giun và tiêm phòng 2 mũi vaccine 5-7 bệnh rồi. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nhé. Bên em bán bảo hành tật lỗi bảo hành thần chủng cho mọi người luôn. Này, bạn này cái tai ke đét luôn nhá. Dáng vóc này. Mệt rồi. Quá là đẹp. Thả ra từ trưa giờ mệt. Đấy, 3 triệu rưỡi thôi mọi người nhá. À, một cặp nhé. Cực kỳ là ưu đãi. Nên là các anh nếu mà muốn nuôi trải nghiệm này, nuôi trong nhà, nuôi sinh sản các bạn này thì hãy liên hệ nhanh với bên em nhé. Để sớm đón các bạn ấy về nhà mới. Giá cực kỳ là ưu đãi. Đấy, phù hợp cho anh nào chơi mà thần kinh là căng nhá. Dáng vóc này, cao dài đẹp. Đây là số hotline của bên em này. Rồi, xin chào mọi người.